Dạ, tôi Lê kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa. Và hiện tại thì tôi Lê đang đứng tại cầu Ninh Tân 1 thuộc khu vực xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa. Cầu này cũng khá là dài, nó gồm có 9 nhịp. Về phía trước xe qua cái hẻm núi này sẽ là cầu Ninh Tân 2. Cầu này nó cũng khá dài hơn là cái cầu Ninh Tân 1 nữa. Cái cầu này thì nó gồm có 11 nhịp. Đây được gọi là được xem như là một cái cầu dài thứ hai tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang sau cái cầu Khánh Bình của huyện Khánh Vĩnh. Cầu Khánh Bình thì có 17 nhịp. Và đây là những cây cầu mà vượt hiểm núi có địa hình rất là hiểm trở. Hiện tại thì giữa hai cầu này thì nó chưa có liền mạch với nhau, nó còn vướng ở một cái hiểm núi ở phía trước. Cho nên tôi Lê sẽ tìm xuống đường công vụ, sẽ chạy vào bên trong cầu Ninh Tân 2, tiếp tục chia sẻ tiến độ thi công cầu Ninh Tân 2 cho quý cô chú và anh chị và các bạn cùng xem. Và xin mời cả nhà hãy cùng tôi Lê xem hết cái video này để biết được là tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại tại thị xã Ninh Hòa nó như thế nào. Dạ. Muốn ghé thăm cầu Ninh Tân 2 thì buộc tôi Lê phải chạy xuống cái đường ở dưới này rồi mới chạy ra xuống đường đất á, rồi mới chạy quần lại mới coi được cái cầu. Dạ, dạ. Chứ tới cầu Ninh Tân 1 là mình cũng không có thể, giống như là chưa cái liền mạch giữa hai cái cầu á, tại giữa là nó còn cái vách đá, người ta đang còn xỉ núi. Tôi Lê đang đi tìm đường đến cầu Ninh Tân 2 để quay cho bà con có bác xem nè. Đường đi nó rất là khó. Ồ, sình lầy quá. Đến được đây thì em thấy cũng quá nhiệt tình rồi á. Ráng thêm tí xíu nữa. Đây, cái đoạn trên này là cao tốc, thiếu xe cho nó. Tuyến đường cao tốc nó nằm ở phía bên trên đây nè. Đây là cái video mà tìm đường đến thăm cầu Ninh Tân 2.
Có nghĩa là ở nhà mình vào đây xong mình chạy về luôn á Phong? Là còn 100 km thôi chứ? Trên luôn hả? Vòng đi vòng về luôn á hả? Tại vì đâu phải đi cao tốc đâu, mà đi mấy đường vòng vòng đi tuyến cao tốc ở phía trên này. Bỏ mình đi chỗ đâu, chỗ đây là xuống rồi. Dạ, thì ngay cái chỗ này nó có cái ngã rẽ xuống. Còn hôm nay thì mình không có đi được nữa, họ biết hết rồi. Giờ mình phải chạy tuốt ra ngoài kia mình tìm đường mình đi. Đây là cái hầm chui này. Cũng may là hôm nay không có mưa nè. Thôi lỡ rồi, tới quay tiếp tục cho bà con cô bác xem. Nhiều lúc mấy cô, mấy chú, mấy anh rồi ở xe họ cũng mong chờ xem cái tiến độ thi công hiện tại như thế nào. Thôi mình chịu khó một xíu. Dạ, cầu nó làm lâu mới làm được. Đây là cầu vượt núi nè. Ồ, coi cái đường đi ghê quá, cẩn thận. Hôm trước đi tới đây là tía một bữa rồi. Đây là cầu Ninh Tân 1 nè, lúc nãy tôi lên đứng ở trên á. Cầu thiệt to vĩ đại luôn ha. Nhưng mà cái cầu bên trong là 11 nhịp, cầu này có 9 nhịp à. Ôi chê, thôi đứng lại anh. Thôi đứng lại, thôi đừng đi nữa. Hả? Về cái đoạn đến hồi hôm bữa đó. Đâu, hồi bữa tôi cái cầu Khánh Bình mình đi nè. Tôi cái cầu Khánh Bình mình để qua em mà ta. Hồi bữa mình đi tôi cái cầu Khánh Bình mình đi, có cái đường đi về đến hồi đó. Đi về quốc lộ 26 á. Chắc không quay lại đây nữa đâu. Thank you.
được không? Trời ơi, chiều nay được nghỉ ở nhà tưởng là thư giãn rồi chứ. Thôi bây giờ mình quay hết cái cầu này rồi, cái video này xong rồi video sau mình quay đường làng của nó về. Tại mình đi chạy đường kia là nó video đường làng. Ồ, cái đây mình lên được nè. Nè, cái núi này mình lên được nè, đá nó cái đường lên á. Để em đi bộ lên được không? Ở đây họ trồng ngô, trồng bắp nè. Chạy lên đây không? Anh chạy được không? Chạy lên luôn. Em khỏi đi bộ, định đi bộ chứ. Ồ, được ghê quá. Ủa, nó có khác gì với lại lần trước không anh? Chưa. Hả? Chưa không? Nó cũng ghét đủ dục nó làm hai cái mố kia thôi cho nó. Tố Lê dừng lại và quay toàn cảnh cầu Ninh Tân 2, 11 nhịp. Đây có thể được gọi là cái cầu mà dài đứng thứ nhì sau cầu Khánh Bình trên cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Đến đây thì cảnh quan nó khá đẹp luôn á. Sau này được cao tốc nó làm toàn bộ như vậy hết nè, đường sắt cao tốc á. Dạ. Dù nó không có bự như đây, nó chỉ chắc khoảng 5-7 mét. Nó chạy song song với cái tuyến cao tốc này hả? Nhưng mà ý là nó làm chân cầu gì hết, nó đi khắp luôn á, chứ không có đổ đất nên. Ồ, gì hả? 70% mấy mà, 70% là làm kiểu cầu này hết mà. Dạ. Yeah. Còn có 30% là đắp đất à. Cái này mình đi lên cầu được không? Thank you.
Mấy ngày hôm nay ở đây trời mưa khá nhiều, mà không nghĩ là chiều nay Tú Lê lại đến ngay tại chân cầu của cầu Ninh Tân 2 luôn á. Tới đây thì cầu nó quá đẹp luôn. Thôi thì đến đây Tú Lê cũng xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý bà cô chú ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Hồng Phong Nha Trang. Cái video này Tú Lê chỉ dành riêng cho cái cầu Ninh Tân 2 thôi, là tìm đường để đi tới thăm cái cầu Ninh Tân 2 coi thử hôm nay nó làm tới đâu. Này nó khá đẹp luôn, giữa những cái núi non hùng vĩ như thế này. Dạ. Thôi thì Tú Lê xin chào và hẹn gặp lại quý bà cô chú nha. Kính chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, may mắn và bình an. Nếu yêu thương Tú Lê thì hãy cho Tú Lê một like và một đăng ký kênh. Dạ, bye bye.